BRICS mua vàng với tốc độ chưa từng có, đẩy nhanh tiến trình phi đô la hóa. Một khảo sát của Reuters mới đây chỉ ra rằng kim loại quý được dự báo sẽ lập đỉnh mới ngay trong các tháng tới. Trong khi đó, một báo cáo gần đây của Hội đồng Vàng Thế giới WGC cũng nhận định bất ổn liên quan đến bầu cử tổng thống tại Mỹ và các mối đe dọa về địa chính trị trên toàn cầu sẽ tác động đến môi trường vĩ mô. Nhà đầu tư muốn phòng trừ rủi ro sẽ tìm đến vàng. Trong đó, các ngân hàng trung ương thuộc nhóm các nền kinh tế mới nổi, BRICS và các nước trung lập đang mua vàng với tốc độ chưa từng có. Giám đốc điều hành Vahan Rother của công ty mã hóa vàng Swisscom cho rằng việc tăng giá của vàng không có gì đáng ngạc nhiên do tình hình bất ổn địa chính trị đang diễn ra. Hàng loạt yếu tố từ bất ổn chính trị, lạm phát và việc vũ khí hóa đồng đô la Mỹ đều đang củng cố sức hấp dẫn của vàng. Trong một phân tích mới đây, chuyên gia của công ty mã hóa vàng Swisscom lưu ý, việc vàng tăng vọt lên mức cao nhất mọi thời đại mới là 2.480 đô la Mỹ một ounce vào ngày 17 tháng 7, cho thấy những động thái chiến lược của các ngân hàng trung ương thuộc liên minh BRICS và các quốc gia khác trong bối cảnh bất ổn địa chính trị và kinh tế ngày càng tăng. Đây là một bước nhảy vọt đáng kể so với kỷ lục trước đó là 2.075 đô la Mỹ, được thiết lập vào tháng 8 năm 2020, trong bối cảnh sự bất ổn do đại dịch gây ra và kéo theo đó là nhu cầu về nơi trú ẩn an toàn. Chuyên gia nhận định và cho rằng giá vàng tăng là phản ứng của việc nhiều quốc gia muốn né tránh đồng đô la Mỹ. Ông giải thích có hai cuộc xung đột đang diễn ra, đó là Ukraine và Trung Đông. Một trong hai số đó có thể leo thang bất cứ lúc nào. Trong khi đó, các cuộc bầu cử quan trọng đang diễn ra trong năm nay, bao gồm ở Ấn Độ, Anh, Mexico và đặc biệt là cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ khó lường vào tháng 11 đang đến gần hơn. Vị giám đốc của công ty mã hóa vàng Swisscom nói rằng kim loại màu vàng đang hoạt động chính xác như mong đợi trong hoàn cảnh này. Khi sự nghi ngờ và sự không chắc chắn ngự trị, các nhà đầu tư đổ xô đến những nơi trú ẩn an toàn nhất trong những thời điểm đen tối và bất ổn. Đó là lúc vàng tỏa sáng một cách đáng tin cậy và có thể đoán trước được. Tuy nhiên, chuyên gia Rother lại chỉ ra một điểm rất đáng chú ý trên thị trường vàng lúc này. Đó là nhu cầu thúc đẩy những mức giá cao kỷ lục mới không phải đến từ người tiêu dùng hay nhà đầu tư, mà xu hướng mua vàng của các ngân hàng trung ương mới là động lực chính thúc đẩy giá vàng tăng vọt. Trích dẫn dữ liệu mới nhất của WGC cho thấy, trong quý 1, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã bổ sung thêm 27 tấn vào kho dự trữ vàng. Ngân hàng Trung ương Thổ Nhĩ Kỳ tăng lượng nắm giữ thêm hơn 30 tấn, Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ mua 19 tấn và Ngân hàng Quốc gia Kazakhstan bổ sung thêm 16 tấn. Ngoài ra, Nga cũng tích cực tăng lượng dự trữ vàng. Vàng hiện chiếm hơn 29% tổng lượng dự trữ của Nga, tăng mạnh so với mức 11,8% chỉ 6 năm trước. Chuyên gia nhận định giá vàng tăng chủ yếu là phản ứng của nhiều quốc gia đối với việc Mỹ vũ khí hóa đồng đô la Mỹ. Cho biết, đô la Mỹ hiện vẫn là đồng tiền dự trữ thế giới có giá trị ổn định và là phương tiện trao đổi đáng tin cậy, được nhiều quốc gia sử dụng. Bởi vậy, đồng bạc xanh có thể sẽ được Mỹ sử dụng trong các lệnh trừng phạt như với Nga. CEO của Swisscom lưu ý, sự trỗi dậy và mở rộng của khối BRICS cũng phần nào là yếu tố đưa giá vàng leo thang. Ông nói, khối này đã nỗ lực thay đổi trật tự thế giới và các thành viên cũng đưa ra ý tưởng về việc sử dụng một loại tiền tệ được hỗ trợ bằng vàng. Dù triển vọng thực tế của đồng tiền tệ này có thế nào hay một số ý kiến không đánh giá cao BRICS, thì khối này vẫn chiếm khoảng 45% dân số toàn cầu, kiểm soát 30% diện tích đất liền trên thế giới và đóng góp hơn 37% cho GDP toàn cầu. Nợ công cao kỷ lục, Hungary âm thầm vay 1 tỷ đô la Mỹ từ Trung Quốc. Dữ liệu từ trang web của cơ quan nợ của chính phủ tiết lộ rằng Hungary đã vay 1 tỷ đô la Mỹ từ 3 ngân hàng Trung Quốc vào mùa xuân này. Đây được xem là khoản vay lớn nhất mà Budapest từng vay. Khoản vay do Ngân hàng Phát triển Trung Quốc, Ngân hàng Xuất nhập khẩu Trung Quốc và chi nhánh Hungary của Ngân hàng Trung Quốc cung cấp đã được giải ngân toàn bộ vào ngày 19 tháng 4 và phải hoàn trả trong vòng 3 năm. Bản thân phía Hungary không công bố thỏa thuận này. Khoản vay này được đưa tin lần đầu tiên vào ngày 25 tháng 7 bởi ấn phẩm kinh doanh Portfolio của Hungary, sau đó được cơ quan chính phủ xác nhận. Khoản vay lớn này diễn ra trong bối cảnh Hungary đang tăng cường quan hệ với Bắc Kinh. Theo Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Peter Szijjártó, các công ty Trung Quốc như nhà sản xuất ô tô điện BYD hay gã khổng lồ công nghệ Huawei, cho đến nay đã đầu tư tổng cộng khoảng 16 tỷ euro, tương đương 17,3 tỷ đô la Mỹ vào quốc gia này. Thỏa thuận cho vay cho phép tài trợ cho các khoản đầu tư vào cơ sở hạ tầng và lĩnh vực năng lượng và một số lĩnh vực khác. Giao dịch này giữ tỷ lệ nợ công trên GDP trong giới hạn trần là 28%,
cơ quan chính phủ nói với tờ Portfolio vào sáng ngày 25 tháng 7 sau khi ấn phẩm đầu tiên đưa tin về thỏa thuận này. Đồng thời, Bộ trưởng Ngoại giao Hungary cũng công bố một loạt các dự án cơ sở hạ tầng chung với Trung Quốc, bao gồm tuyến đường sắt cao tốc đến sân bay Budapest, tuyến đường sắt chở hàng quanh thủ đô Hungary, đường ống dẫn dầu giữa Hungary và Serbia và hợp tác hạt nhân. Trong một tuyên bố trước chuyến thăm Budapest vào tháng 5 vừa qua, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết, chúng tôi đã phát triển được mức độ tin cậy chính trị cao. Mối quan hệ song phương của Trung Quốc và Hungary đang ở mức tốt nhất trong lịch sử và đã bắt đầu một hành trình vàng son. Hungary được cho là tiếng nói hữu ích cho Bắc Kinh trong việc gây sức ép buộc các nước láng giềng châu Âu, nếu không thể xóa bỏ hoàn toàn thuế quan thì ít nhất cũng phải giảm bớt thuế quan. Bộ Kinh tế Hungary trước đó đã chỉ trích gay gắt động thái của châu Âu nhằm áp đặt cái mà họ gọi là mức thuế bổ sung tàn bạo đối với các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc. Hungary cũng đang trở thành một cơ sở sản xuất quan trọng cho các công ty Trung Quốc. Khi ông Tập Cận Bình đến thăm Budapest vào tháng 5, hai bên đã ký một loạt các thỏa thuận khi họ thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện trong mọi hoàn cảnh ở kỷ nguyên mới. Vài tuần sau, ngay sau Hungary khi tiếp quản chức chủ tịch luân phiên của Liên minh châu Âu, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán đã tới Bắc Kinh để hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Với mức nợ công của Hungary ở mức cao kỷ lục là 140 tỷ euro, tương đương 73,5% GDP và thâm hụt ngân sách là 6,7% GDP, Hungary đang rất cần tiền mặt và đất nước này vẫn đang chờ hàng tỷ euro từ quỹ của Liên minh châu Âu, EU. Khoản vay mới của Trung Quốc là khoản nợ lớn nhất trong số các khoản nợ của Hungary. Khoản thứ hai trong số đó cũng là khoản vay từ ngân hàng China Eximbank cho dự án đường sắt Budapest-Belgrade trị giá 917 triệu đô la Mỹ. Trong khi tờ báo Portfolio lưu ý rằng lãi suất có thể thay đổi, chính phủ vẫn chưa tiết lộ thêm thông tin chi tiết về mức lãi suất, lịch trình trả nợ hoặc các chi tiết khác. Trung Quốc lo ngại EU áp thuế chống bán phá giá nhiên liệu sinh học. Ủy ban nhiên liệu sinh học của Liên minh châu Âu, EU, ngày 19 tháng 7, cho biết Ủy ban châu Âu sẽ áp dụng thuế chống bán phá giá từ 12,8% đến 36,4% đối với nhiên liệu sinh học nhập khẩu từ Trung Quốc tạm thời trong vòng 4 tuần tới. Đến ngày 25 tháng 7, Bộ Thương mại Trung Quốc bày tỏ lo ngại về các biện pháp bảo hộ mà Liên minh châu Âu đã lên kế hoạch áp dụng đối với ngành công nghiệp nhiên liệu sinh học, đồng thời cảnh báo rằng các biện pháp như vậy sẽ phản tác dụng. Phát biểu tại họp báo thường kỳ ở Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc nhấn mạnh việc EU áp thuế đối với nhiên liệu sinh học của Trung Quốc sẽ chỉ làm tăng chi phí sản phẩm, làm suy yếu lợi ích của các ngành công nghiệp và người tiêu dùng EU, đồng thời cản trở các nỗ lực chuyển đổi xanh của khối này, cũng như cản trở việc hợp tác kinh tế và thương mại giữa Trung Quốc và châu Âu. Trung Quốc ủng hộ việc sử dụng thận trọng các biện pháp khắc phục thương mại và kêu gọi EU tránh áp dụng các chính sách bảo hộ bừa bãi, đồng thời kêu gọi giải quyết vấn đề thông qua đối thoại và tham vấn. EU là thị trường nhiên liệu sinh học lớn nhất toàn cầu, hiện nhập khẩu nhiên liệu sinh học từ Trung Quốc để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ đáng kể của mình, giúp đạt được mục tiêu chuyển đổi xanh và tiết kiệm năng lượng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Để tìm hiểu thêm những thông tin khác liên quan tới các vấn đề về thị trường, kinh tế, doanh nghiệp, mời quý vị truy cập vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.kinhtechungkhoan.vn để theo dõi. Nếu thấy hay, hãy nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ Tòa Soạn có thêm động lực sản xuất nhiều video hay phục vụ quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại!